Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của thân Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay uh, trở lại với tập 655. Uh, câu chuyện ngày hôm nay mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị liên quan đến uh, xá lợi tóc của uh, Đức Phật uh, tại Chùa Vàng uh, mà nó đang trở thành một câu chuyện khá là nóng bỏng trên mạng xã hội. Uh, thân Việt sẽ dành chương trình ngày hôm nay um, có một cái nhìn nó... Um, nó hơi khác một chút, nha quý vị. À, đôi khi à, chúng ta hay vội vàng dẫn đến kết luận. thì bây giờ thanh việt mời quý vị à, hãy cùng với thanh việt à, đi từng bước từng bước một và chúng ta à, thật sự là nó à, đứng ở chính giữa à, để có một cái à, suy ngẫm. vì nếu mà chúng ta đưa đến những kết luận sai à, và nhất là nếu mà, mà một trong những quý vị là con của phật là phật tử thì chúng ta sẽ à, sẽ phải làm cái gì quý vị sẽ mang tội. Bây giờ để cho được công bằng, à, thân vị à, phải nói chuyện với quý vị rằng mạng xã hội đó quý vị à, ngay từ lúc mà ừ, nó có câu chuyện của à, chị hai thì mạng xã hội nó như là một cơn cơn sóng thần, một cơn sóng tạo một cái địa chấn rất là khủng khiếp đúng không quý vị khi mà một người đã có một cái tiếng nói và khi mà họ nói đúng hay nói sai đó quý vị thì lập tức vẫn luôn luôn có một cái số lượng người ủng hộ rất là mạnh và cứ thế mà khi mà cái người mà có cái tiếng nói đó quý vị họ đang rèm à, dèm pha một nhân vật nào đó thì lập tức sẽ có một cái đám đông họ đi theo và họ cứ thế mà họ đánh nha, rồi kết luận hội đồng thế việc phải dùng cái chữ hội đồng có nghĩa là không cần biết đúng sai tự vì cái người mà tôi tin uh, tưởng tôi uh, uh, thắng phục họ đã nói như vậy uh, anh đã nói như vậy chị đã nói như vậy ông khi nói như vậy bà đã nói như vậy thì tôi cứ thế mà tôi theo tôi kết luận và tôi uh, bắn hội đồng thì cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên những quý vị thường xuyên và nhất là trong câu chuyện của chị hai thì quý vị thấy rồi à đôi khi mình gọi là những cuộc đấu tố rất là khủng khiếp trên mạng xã hội vì đấu tố đó quý vị nó không chỉ cần một người đúng không quý vị không phải không thể nào có một người đi đấu tố một người mà đã thành công được mà nó là một người bị đấu tố và hàng trăm người à, trên mạng xã hội thì có đến cả trăm ngàn người họ cùng lên tiếng thì thưa quý vị cái nhân vật mà bị đấu tố đó quý vị thì um, có thể là bị trứng sang tâm lý chứ không phải là chuyện dở thì bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh, bóc tách cái sự việc mà đang được quan tâm thực sự trên mạng xã hội về một câu chuyện hết sức là tế nhị liên quan đến tôn giáo. Đó là câu chuyện xá lợi tóc của Phật. Chúng ta tạm thời bỏ qua những cái định kiến cá nhân. À, Tại vì định kiến cá nhân đó quý vị là chúng ta đánh hội đồng. Chúng ta không cần biết đúng hay sai. Chúng ta cứ theo một cái người à, họ la lên thì chúng ta la theo. Nhưng quý vị, bỏ qua tất cả những cái điều mà chúng ta đính kiến về cá nhân đó Là những cái mang cái tính chất phiến diện Bây giờ mình hãy Đứng ở chính giữa Nhìn tất cả Mọi thứ Rồi hãy dần đến câu kết luận Và tự ta đem cái kết luận cho chính ta Vì thưa quý vị Thế Vịt tìm thấy một cái điểm khá thú vị đó Vì Ngay cả cơ quan điều tra cũng kết luận rằng Những cái câu chuyện Mà quý anh chị à, Nếu làm Youtube Mà dẫn Cái nguồn của các tờ báo thì quý anh chị cũng phải tự đi tự làm cái gì quý vị tự đi kiểm chứng được không rồi à thì như vậy đó quý vị thì chúng ta phải tự tìm cái gì tự tìm một cái niềm tin à tự phải đi kiểm chứng và tạo cái niềm tin cho chính mình thì đây thưa quý vị thế việc sẽ không kết luận à có hay là không à, cái đó nó gọi là dẫn dắt dư luận nhưng quý vị thế việc chỉ đưa ra một số cái điều mà thân việc rút ra được sau những trận càng quét gọi là hội đồng rất là mạnh bạo trên mạng xã hội à, trong vài ngày qua về câu chuyện à, tóc của à, đức phật và có rất là nhiều quý anh chị có thể là có một cái điều nghĩ không tốt về đạo phật nên nhân cơ hội này đã tạo những cái tiếng nói mà đối với thanh việt nó thực sự là không công bằng nhưng quý vị Bây giờ đây. Câu chuyện câu hỏi thứ nhất được đặt ra nè. Xá lợi tóc của Phật có thật sự hiện diện trên cõi đời này hay không? Thưa quý vị, thứ nhất, Đức Phật là có thiệt chứ không phải là nhân vật ảo tưởng. Đó là câu chuyện. À, người ta nói rằng thường thường á, người ta hay nói rằng xá lợi của Phật thì người ta liên tưởng tới cái gì quý vị? Xá lợi, xá lợi là một cái gì để lại dù là thể xác đã bị thiêu đốt nhưng quý vị đã bị thiêu đốt nhưng vẫn có những cái hạt xá lợi lóng lánh để lại thì khi mà cái câu đầu tiên đó người ta nói rằng xá lợi tóc ôi vậy là không lẽ đức phật khi mà à, bị thiêu đốt còn để lại những cọng tóc hay sao nghe thấy nó huyền bí quá đúng không quý vị thì thưa quý vị đến giờ ngày hôm nay đó thì quý vị cũng đã biết được cái câu chuyện à, về xá lợi tóc của phật mà nó là hiện là cái bảo vật của quốc gia à, Myanmar, đúng không quý vị? À, nó đã được truyền lại từ rất là nhiều đời từ 2.600, 2.500 năm trước lận và hiện nay xá lợi tóc đang được giữ tại à, bảo tàng xá lợi Phật quốc tế à, Parami thuộc nước Myanmar. Mà thưa quý vị, cái đất nước Myanmar này nè. Cái dân tộc của họ đối với vị là 80% theo Đạo Phật. À, một cái điểm nữa thanh việt cũng xin um, um, được chia sẻ với quý vị đó. Đạo Phật cho quý vị chia ra làm nhiều nhánh. Trong đó đổi bật nhất cho quý vị là cái nhánh được truyền qua Trung Quốc và Trung Quốc truyền về đến đất nước Việt Nam của chúng ta. Khi mà Đạo Phật được truyền đi theo cái hướng đó đối với vị thì nó bị ảnh hưởng về nền văn hóa và trong cái nền văn hóa đó thì nó có những câu chuyện thần bí, ly kỳ. Như quý vị, nó giống như là phim à, uh, uh, phim phim chữ mà bay vèo 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 đó quý vị nha. À, nó là như vậy. Hoặc là những câu chuyện khoa học giả tưởng. Nhưng mà thật sự, Đạo Phật đã được quốc tế công nhận. Đó là một đạo có tính chất khoa học. Có những cái suy nghĩ rất là khoa học, chứ không phải là thần bí. Rồi, bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của đạo Phật bên nước Myanmar thì đây là một cái nhánh mà nó đi theo cái nhánh của Myanmar nè, Thái Lan nè, Lào nè, Campuchia nè thì cái nhánh đó đó quý vị họ không có nhiều cái ảnh hưởng của bên Trung Quốc và họ sẽ có ít những cái câu chuyện huyền bí mà câu chuyện huyền bí được kể ra đó thì nó cũng có mục đích để giáo dục con người à, nha quý vị giáo dục con người để không có vướng vào những cái đường tội lỗi nhưng đôi khi chúng ta lấy những câu chuyện đó và chúng ta lồng kết vào những cái gọi là huyền bí chẳng hạn như uh, uh, người nào sinh ta một đôi mắt thì ta um, um, lấy nó ra à, rồi người kia bảo không tôi thích cái mắt bên tay trái nè rồi cái ngày này lại móc cái mắt bên tay, tay tay trái ra coi như là hai mắt đều đi hết đúng không quý vị rồi xong rồi một hồi ấy, một, 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 cái mắt nó sáng trở lại thì đó là những cái câu chuyện huyền bí kể với mục đích là dễ đi vào lòng người nhưng thật sự nó đã dẫn đến những sự hiểu lầm. Thì trở lại, xá lợi của Phật đó quý vị, có khắp mọi nơi trên thế giới. Có xá lợi răng nữa tại nước Sri Lanka. Thưa quý vị, đó là những cái báu vật được để lại. Nhưng quý vị, à, phải gọi là báu vật. Xá lợi để ở bên Nhật, của Phật để bên Nhật, xá lợi đặt tại Mỹ cũng có nữa rất là nhiều nơi trên thế giới. Thì ở đây nè, câu chuyện xá lợi tóc đó quý vị. À, tại sao mà nó về nước Myanmar? Thì thưa quý vị, cách đây khoảng 2.500 năm trước, có hai anh em thương nhân, thì quý vị cũng đã nghe, báo chí cũng đã nói sơ qua rồi. À, một người tên là Thapusa và một người tên là Pahilaka. À, những người này đã gặp Đức Phật khi mà Phật vừa mới giác ngộ và um, hai người uh, thương nhân này họ đã cúng dường cho Phật và đáp lại vào lúc đó đó quý vị Đức Phật còn còn có tóc nên ngài đã bức tám cộng tóc để tặng cho hai anh em người này và sau đó tóc của Đức Phật đã được cất giữ à, tại ngôi chùa mà Thanh Việt vừa mới nói nên quý vị nó gọi là bảo tàng xá lợi Phật quốc tế có tên là Parami và cái đó là một cái báu vật Báu vật của quốc gia Myanmar Đó Vậy là chúng ta ở đây cũng là kết luận cái gì Xá lợi tóc của Đức Phật Là có thật Đang được thờ tượng Tại nước Myanmar Nhớ quý vị Rồi nó cái việc Một số quý vị sẽ nói là 2600 năm trước 2500 năm trước Bộ cái tóc nó không bị hư hại Qua nhiều đời Chiến tranh thế này thế nọ. Thưa quý vị đó cũng là những cái sự rất là lo ngại của chính phủ Myanmar. Ừ, Như quý vị, Myanmar họ lo sợ là cái tóc đó nó có thể bị hư hại rồi nước đó cũng có những cuộc chiến tranh và cái um, ngôi chùa uh, có chứa xá lợi của Đức Phật đó quý vị cũng bị ảnh hưởng về chiến tranh đó. đó. Vì chiến tranh đó. Bây giờ trở lại cái câu chuyện giữa chùa vàng và chùa Parami Thì à, Tại sao Chùa vàng lại cho rằng Mình có được cái tóc đó Mà cái tóc đó đó quý vị Trên thế giới hiện nay Tám à, cọng tóc của Đức Phật còn lưu lại Được giữ, đều giữ Tại nước Myanmar Thì cái vị chủ trì của cái chùa Parami đó quý vị Tên là Wipula Vị này à, <laughs> Theo bên chùa vàng thì vị này cùng với cái phái đoàn tăng ni ở bên cái nước Minaman có đến tham dự cái đại lễ kỷ niệm 765 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông đảng sạch. Nha quý vị nhé. Và không biết là quý vị còn nhớ tới cái câu chuyện của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và câu chuyện chùa vàng. Và dĩ nhiên nếu quý vị nào nhớ thì quý vị sẽ mỉm cười một chút à, Còn quý vị nào không nhớ thì cho phép thanh việt được nhắc Cái ngày Mà ông Từ Như quý vị Thân Trinh Ra ngoài Uông Bí Quảng Ninh Để thăm ông Minh Thì Ông Từ có Đến và viết trên trang Facebook của mình Quý vị còn nhớ không Là đến để bàn luận Cái câu chuyện về 715 năm Nhân quý vị à, 715 năm Ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông ra đi à Vậy thì nó có một cái điểm gì đó Nó hơi chật chật ở đây Nhân quý vị à, 765 năm ngày Đảng Sanh Không lẽ 715 năm, 15 năm Ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông um, Ra đi Thì nó cũng hơi khó hiểu cái đoạn này Nhưng mà thưa quý vị câu chuyện mà thanh việt tự nhiên giật mình là vì cái lý do mà ông 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 từ có nêu lên để viếng thăm ông minh tại chùa vàng đó, là vì muốn bàn bạc về câu chuyện tổ chức mừng phật hoàng trần nhân tộc thì ngày hôm nay đó là đầu năm 2023 hai mươi vị vừa rồi thì cuối năm 2023 thì người ta tổ chức cái lễ đảng sanh cho phật hoàng trần nhân tộc không biết câu chuyện Ních lòng phật lòng không yêu thích này có liên quan gì đến uh, ông từ không nhỉ quý vị à quý vị cứ để lại lời bình luận ngày hôm nay thì chúng ta không bàn luận về câu chuyện đó cũng theo chủ vàng thì cái vị hòa thượng quý đó quý vị vị có hứa khẽ chấp thuận là khi dẫn cái phái đoàn cao tăng từ nước Myanmar sang thì họ sẽ đem cái báu vật của quốc gia này và họ chỉ có mang một trong tám cái sợi tóc chứ không phải mang hết tất cả chỉ mang một thưa nhân quý vị một trong tám sợi tóc đó sang bên à, 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 chùa về sang bên chùa về để cho à, phật tử tại cái vùng à, phía bắc vùng bí quảng ninh à, hay là những cái tỉnh lân cận đến để à, à, chiêm ngưỡng. Đó là theo đại diện của bên chùa vàng tuyên bố như vậy. Nha quý vị, cái điểm đặc biệt đó là từ trước đến nay tất cả các báo chí trên thế giới đều công nhận rằng đây là cái báu vật của một quốc gia nên cái việc di chuyển ra khỏi cái đất nước Myanmar đó quý vị là chưa bao giờ xảy ra. Và theo cái trang mạng xã hội của Chùa Vàng, đây cũng là lần đầu tiên xá lợi tóc của Đức Phật rời khỏi cái đất nước Myanmar này. Rời khỏi cái đất nước Myanmar này. Thì thưa quý vị, để kiểm chứng thông tin này, Thanh Việt sẽ có lời bình luận ở cuối cái chương trình. Nhưng để kiểm chứng thông tin này, thì thật sự ra không lấy gì làm khó. Đúng không quý vị? Không lấy gì làm khó. Với uh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với uh, uh, Ủy ban Tôn giáo, chính phủ đi kiểm tra những thông tin này tại cái chùa Parami tại cái đất uh, chính phủ của uh, đất nước Minaman thì không có điều gì là khó cả quốc gia đó cũng không xa chúng ta đúng không quý vị cũng nằm trong vùng Đông Nam Á à, cũng nằm trong vùng Đông Nam Á có một lần xá lợi tóc của Đức Phật được rời khỏi cái uh, ngôi đền chùa Parami à, Là vì, tại sao? Là vì muốn đưa uh, cái, uh, cái hộp cháp đó Nhưng quý vị đựng cái xá lợi tóc của Đức Phật ra khỏi cái phòng trưng bày uh, Để sửa chữa cái phòng trưng bày đó Năm 2018 Thì lúc mà họ đưa đó quý vị Họ có sự giám sát rất là đông của những người uh, Có chức quyền trong cái hội Phật giáo tại cái đất nước minaman nói như vậy để chúng ta biết được điều gì kính thưa quý vị nếu cái tóc đó thực sự là một trong tám cộng tóc của đức phật và nó là thuộc quyền sở hữu của chùa parami và nó là một cái báu vật của đất nước minaman thì câu chuyện Nhân quý vị cái câu chuyện mà cộng tóc được xuất hiện tại chùa vàng đó là một cái niềm hãnh diện. Thế việc nếu nói, nếu nhân quý vị nhé, nếu tất cả những cái mối quan hệ mà Chùa Vàng nói, tuyên bố, thông báo cho mọi người biết là thật, thì đây là một cái niềm tự hào cho cái Chùa Vàng. Nha quý vị, cho Chùa Vàng. À, và quý vị cũng không có dám nói rằng đây là một niềm tự hào cho giáo hội Phật giáo. à, tự vì um, Chùa Vàng lần này đưa ra những cái hình ảnh đó đó quý vị và cái sự trưng bày đó thì hoàn toàn như là độc lập với giáo hội. những quý vị, độc lập với giáo hội. À, đó là cái câu chuyện phía bên ngoài. Thực sự có hay không có cái mối quan hệ giữa chùa Vang và cái hòa thượng Vepula, tức là người trụ trì của ngôi chùa Parami. Cái đó đó quý vị đi kiểm chứng chỉ trong vòng nửa nốt nhạc chứ không phải tới một nốt nhạc nữa. Kính thưa quý vị. Bây giờ thì à, kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta nói sâu câu chuyện hơn một chút. Nếu quý vị có bao giờ đặt câu hỏi rằng câu chuyện âm mỹ trên mạng xã hội là vì lý do gì? Thưa quý vị, tất cả đều xoay quanh không phải là xá lợi tóc của Phật. Mặc dù sau này câu chuyện đã được biến đổi tùy theo cách nhìn nhận của mọi người đúng không quý vị và nó đã được chuyển sang một cái cái điểm chính yếu khác mặc dù cái điểm ban đầu là cái sự di động tự chuyển động của cái xá lợi tóc mà được xem là của đức phật như vậy cái nguồn gốc cái nguyên cơ mà mọi người bàn tán báo chí rầm rộ đăng là vì cái gì ban đầu là vì sợi xá lợi tóc này được quảng cáo là có khả năng tự chuyển động và khi người dân đến, người phật tử đến, báo chí đến thì họ đều chụp được, quay được cái cảnh mà cái xá lợi này di động, tự chuyển động. Như vậy câu hỏi được đặt ra nè, lập tức mọi người nhảy vào kết luận đây là một sự mê tín có bao giờ chúng ta tự đặt hỏi câu hỏi rằng cộng tóc này có thật sự à, đã tự di động hay không mặc dù đạo phật là một đạo khoa học đúng không quý vị không tin vào sự mê tín nhưng liệu có một cái trợ uh, lực nào đó ánh hào quang của đức phật làm cho cộng tóc đó nó di chuyển hay không trước khi trả lời câu hỏi đó cho phép thanh việt được nói như thế này đã có rất là nhiều Và ngay cả một tờ báo Cũng đã đăng cái câu chuyện Là Cái khả năng Xá lợi tóc của Phật giả dạ, Là có Vì họ liên kết Với một loại cỏ À Cỏ là một loại thực vật Thường thường nó không di động được Động vật thì mới di động Động là 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 li, là 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 có thể chuyển biến Được không quý vị Chuyển động được Còn thực vật là không Thực vật là cứ chơi chơi ra nhưng mà một loại cỏ, một loại thực vật có khả năng chuyển động khi bị ướt, đó là cỏ Pili. Thì thưa quý vị, mạng xã hội và báo chí cũng đã rầm rỉ lên, ồ lên cái thông tin là họ có những cái hình ảnh. À, cái thầy trụ trì ở cái chùa vàng đó đó, có tẩm, um, tẩm cái xá lợi tóc của Đức Phật trước khi mà đem ra trưng bày. Đem ra trưng bày như vậy thông tin này đó quý vị lại một lần nữa được rất là nhiều quý anh chị em như quý vị có một cái hiềm khích có sẵn à, và cứ thế mà chúng ta đánh hội đồng ở đây thì Thanh việc chưa kết luận rằng cái đó là giả hay cái đó là thiệt Thanh việc đang đưa cho quý vị những cái thông tin mà được đồn đại và quý vị cũng đã biết người ta cho rằng đó là không phải là xá lợi tóc mà là một cọng cỏ pili à, và người ta có hình ảnh là à, cái uh, ngày chu trì của cái chùa vàng đó có tầm ước đó cũng chỉ là những cái câu chuyện mà thực sự chỉ là những lời nói chứ chưa thực sự có một cái hình ảnh nào cho thấy người ta đã nhúng cái được gọi là xá lợi tóc của phật vào trong nước thì thưa quý vị Thưa quý vị, quý vị có bao giờ nghĩ rằng cái báu vật của một quốc gia đó mà họ cứ nhúng vào nước và nếu mà sự tồn tại của cái báu vật đó là tồn tại đến 2.600 năm, không hả quý vị? Không đúng không quý vị? À, như vậy quý vị có bao giờ đặt ra cái câu hỏi rằng liệu cái xá lợi tóc của Đức Phật tại cái đất nước Myanmar nó có khả năng chuyển động hay không? Đó là cái câu hỏi quan trọng cực kỳ, đúng không quý vị? Nãy giờ mình nói rằng, à, cây xá lợi tóc được cho là của Đức Phật tại Chùa Vàng, nó di chuyển, nó tự chuyển động. Nhưng quý vị, là vì đó là cộng giả, nó là một loại cỏ, chứ không phải là xá lợi tóc của Phật. Bên Chùa Vàng thì cho rằng, cái cộng tóc này à, tự là một trong tám cộng được đưa từ cái đất nước Minaman từ cái chùa xá lợi đó sang tới bên Việt Nam, tới tại Uông Bí, tại chùa Vàng. Câu hỏi được đặt ra là ngoài cái việc đi kiểm chứng cái chùa đó, cái vị hòa thượng chủ trì đó, có đưa cái cọng tóc đó sang tới Uông Bí hay không? Thì chúng ta hãy nhìn thêm một chi tiết nữa. Đó là cái cọng tóc, tám cọng tóc hiện tại, tại Minaman, tại cái chùa Parami đó nó có thể tự chuyển động được hay không? Thú vị đúng không quý vị? Thú vị. Còn một thông tin nữa cũng được tung ra mà mặc dù cho tới ngày hôm nay thì thật sự quý vị sẽ không tìm thấy nữa đâu. Đó là cái thông tin mà chỉ việc xá lợi tóc đó đó quý vị. Ở trên trang mạng buôn bán hàng Shopee thì phải có bán cái tháp đựng xá lợi tóc của Phật và có xá lợi tự chuyển động. Với cái giá thì thật sự là rẻ như bèo. 900 ngàn. 900 ngàn đồng. Cái đây 900 ngàn đồng thì không thể nào cho là là cái gì báu vật của quốc gia được. Đúng không quý vị? Mà nó chỉ có 8 cộng. Thì ở đâu ra cái loại này? Thì thưa quý vị, đây là một là hàng giả. Hai là một cái chiêu trò của ai đó việc khi mà đăng bạn bán trên shopee đối quý vị thì thật sự ai đăng cũng được chỉ cần đăng ký và thật sự tới đến bây giờ đó quý vị nếu à đi lùng đi kiếm thì vẫn ra được cái người đăng ký và đưa lên cái thông tin này vì thông tin này thật sự đối quý vị đã làm chuyển hướng cái nguồn suy nghĩ của rất là nhiều quý vị đầu tiên là báo đưa cho rằng đó không phải là xá lợi tóc, mà là cái loại cỏ, pili. Rồi sau đó mạng xã hội đưa ra thông tin, là tôi thấy được cái hình ảnh, của à, các vị tại Chùa Vàng, nhúng cây tóc xá lợi của Phật, vào trong nước, trước khi mà đưa ra trưng bày. À. Rồi, thứ ba, một cái thông tin nữa, làm cho lòng người, bị rung động, đó là, xá lợi tóc đó chỉ có 900.000 đồng. Và mọi người kết luận ngay, đó là cộng tóc giả À, đó quý vị, là cộng cỏ. Và có khả năng nào tại chùa vàng cũng sử dụng loại cỏ giả hay không? Loại tóc giả, tức là loại cỏ pili hay không? Thưa quý vị, tất cả những thông tin được đưa lên trên mạng xã hội đều có một cái sự tính toán nào đó. Chứ không phải tình cờ, ngẫu nhiên mà có. Theo thanh việc là vậy mạng xã hội đó là một cái nơi một cái sân chơi rất là hiểm nguy Xin thưa quý vị rất là hiểm nguy chứ không phải dễ dàng đúng không quý vị và người ta có thể tạo cái thông tin tự vì sao tự vì mạng xã hội tại đất nước của chúng ta có một cái khuynh hướng là hay hội đồng mà khi hội đồng rồi đó quý vị thì không cần nghe và không cần lý luận lý lẽ gì cả không cần lý trí một cái điểm nữa là chính trên trang à, mạng xã hội của chùa vàng đăng cái thông tin rằng thì ở đây nè quý vị thanh việt cũng có cái điểm không đồng ý đó là họ đăng cái thông tin này để thanh việt chia sẻ với quý vị xá lợi tóc của phật là vô cùng linh thiêng cao quý cho nên những ai dù chỉ một lần cung kính đảnh lễ chim bái, cúng dường cũng được vô lượng phúc báo cho hiện đời và nhiều đời về sau à, thứ nhất cái chữ mà nó hiện lên làm cho thêm việc giật mình có lẽ nào đã là một cái động lực khá mạnh cho những phe hiềm khích dựa vào đó mà nổi sự sân si ghen tức hay không quý vị biết chữ nào không quý vị chữ cũng dường dựa vào cái hình ảnh những phật tử đến viếng thăm cái xá lợi của Phật đến chiêm ngưỡng xá lợi của Phật thì chúng ta thấy ra rất đông đông vô cùng quý vị đông vô cùng đông mà lại có thêm chữ cúng dường thì chắc chắn nha quý vị chắc chắn một cái nguồn lợi thu vào không phải là ít vì từ cái chữ quảng cáo cúng dường như vậy và từ cái hình ảnh xuất hiện của người Phật tử tại địa phương, tại các tỉnh lân cận, đông đến mức không thể tương tự, đã dẫn đến câu chuyện. À, thế là chùa vàng sẵn đã có vàng, giờ này càng nhiều vàng hơn. Không? À, không phải 1, 2, 3, mà 7, 8, 9, 10, 1.000, 4.000, 5.000 vàng. Quý vị có đồng ý không? Khi mà một người ta có cái lòng ghen tức, thì đây là một cái điều mà nó khơi dậy cái sự ghen tức đó. Thì đây cho phép thanh việc được đọc tiếp và có vài chỗ nó bị lớn cân nha quý vị nhé. Bởi năng lực của Đức Phật vẫn còn đang hiện diện trên thế gian này thông qua xá lợi tóc chuyển động. Thì đây là một cái câu mà nó đã là một cái tâm điểm để cho những ai không bằng lòng sẽ tấn công quyết liệt. Nha quý vị, ai không bằng lòng, đây là cái lỗ hở và chỉ cần đưa một tay hai ngón tay, ba ngón tay, mười ngón tay, năm ngón tay dơ lên và cái thế mà chọt vào thì cái lỗ hở tức là qua câu nói này nó sẽ bự lên được và nó sẽ tàn hoại vì chính chùa vàng đã công nhận xá lợi tóc chuyển động vì đó là cái năng lượng vô biên của đức phật thì đây có một cái đoạn này thì thực sự thanh việt hoàn toàn không đồng ý cái đoạn sắp tới đây. cho nên khi chúng ta bạch Phật thì Ngài vẫn gia hộ. thì thưa quý vị đây là cái đoạn mà thân Việt đã cho rằng có cái gì nó sai 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 ở đây. vì trong đạo Phật Đức Phật đã dạy cho các con của Ngài là Ngài không thể giúp nhưng quý vị không thể giúp một người để có thể trở thành Phật. Vì Ngài đã nói ai cũng có thể trở thành Phật. Nhưng Ngài không thể giúp cái người đó trở thành Phật được. Ngài chỉ có thể vẽ ra con đường, vạch ra con đường. Cao lắm là dắt tay người đó đi một cái đoạn đường mà thôi. Còn người đó có thể tiến về cái đất nước. Những cái vị về thế giới cực lạc để trở thành Phật hay không thì cái đó là do do cái gì quý vị duyên từ đời này và từ nhiều đời khác. Chứ vật không gia hộ. Quý vị, vật không gia hộ. Vật không thể nào đưa cái người đó từ cõi này sang một cái cõi nào. Đó là tất cả đều bởi quyết định, đều được quyết định bởi chính nhân vật đó. Đó là cái cái đẹp của Đạo Phật. Vì vậy mà Thanh Việt không đồng ý với cái chữ là gia hộ ở đây. Đức Phật Thích Ca không gia hộ nha quý vị, Đức Phật Thích Ca không gia hộ. Ngài chỉ có hướng dẫn chứ không gia hộ. Tuy nhiên, cái điểm đặc biệt mà Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị và muốn cho quý vị thấy một cái điều để quý vị cùng với Thanh Việt suy nghĩ, có lẽ là những cái thông tin này nếu chúng ta gom lại nha quý vị, rồi kết nối lại thì chúng ta có thể có được một câu trả lời, có được câu trả lời, nhất là những cái chuyện cúng dường, những cái chuyện mà Phật tử đến rất đông và cứ thế cúng dường nhân cho số lượng thì nó ra một cái chất lượng rất là khủng và cái chất lượng khủng đó được quy ra tiền thì nó sẽ tạo một cái lòng ghen tức vô bờ bệnh. Nha quý vị, thì phần còn lại Thanh Việt mời quý vị xem một cái đoạn video Được tạo vào năm 2017 Bởi đài VTV VTV Ngày 29 tháng 10 năm 2017 Khi họ có một bài phóng sự về du lịch Tại đất nước Myanmar Và nói về Đạo Phật Cũng như những xá lợi Tại đất nước này Mà điển hình là xá lợi tóc Trong đó Thanh Việt muốn mời quý vị xem cái xá lợi tóc này nó di chuyển như thế nào. Nha quý vị, di chuyển như thế nào. Thì đây, xin mời quý vị cùng Thanh Việt xem. Đây là đài VTV. Thanh Việt chỉ mượn một đoạn rất là ngắn và Thanh Việt sẽ dừng lại cho quý vị xem. Quý vị để ý trên màn hình nha. Tạm thời nó sẽ không có tiếng. Nhưng mà đây quý vị sắp thấy đây, đây. Đây, quý vị thấy cái cặp tóc đó không? À, bây giờ thì Thanh Việt sẽ mở cho quý vị xem quý vị để chi cho màn hình nha rồi quý vị thấy cái cọc tóc nó di chuyển không đó rồi bây giờ thì cho phép thanh việt được trở lại một chút xíu nữa cho quý vị xem lại đó quý quý, quý thấy cái cọc tóc nó di chuyển không à, di chuyển nha à, di chuyển nha di chuyển nha à, rồi bây giờ mở lại cho quý vị xem quý vị thấy cái cọc tóc di chuyển không đó 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 rồi quý vị nghĩ sao Quý vị vừa thấy cái cộng tóc đó Nếu quý vị nào không thấy thì quý vị có thể dừng cái video này lại Và quý vị có thể mở đi mở lại cái đoạn đó để quý vị xem Cộng tóc có di chuyển Và bài báo này là năm 2017 Bộ video này 2017 bởi đài chính thống VTV, VTV1 Khi họ nói về đạo Phật tại đất nước Minaman Nhưng quý vị Thì quý vị thấy được cái xá lợi tóc có di chuyển thú vị đúng không quý vị khá thú vị khá thú vị vậy là nãy giờ thanh việt cùng với quý vị trao đổi những thông tin khá nhiều thông tin thì hiện nay theo chùa vàng đó thì xá lợi tóc duy nhất một cộng duy nhất đã được rời khỏi việt nam trở về đất nước minaman và cái ngôi đền ngôi chùa parami thì họ đã có dự kiến này nhưng quý vị, họ đã có dự kiến trở về rồi. Thưa quý vị, tất cả các cái việc kiểm tra thông tin mà Thái Việt vừa mới trao đổi với quý vị, nhất là cái mối quan hệ giữa Chùa Parami, Chùa Vàng, giữa vị à, chú trì của Chùa Vàng với vị chú trì của Chùa Parami bên đất nước Myanmar thì quá dễ. Đúng không quý vị? À, quá dễ hoàn toàn không là một điều không thể thực hiện được bởi ban tôn giáo chính phủ, bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ có thể liên lạc với Chùa Parami, với Hòa Thượng Chú Trì, Wipela, hoặc là ngay cả với chính phủ Minaman để xem được rằng một trong tám cái báu vật của quốc gia Minaman có rời khỏi đất nước này, rời khỏi cái chùa Parami hay không? Nhớ quý vị, có rời khỏi cái đó hay không? Và nếu có đó quý vị, và nếu có nha, thì thưa quý vị, cái cộng tóc xá lợi đó là đồ thiệt, chứ không phải đồ giả. Sau khi xác định được đồ thiệt, chứ không phải đồ giả, thì chúng ta sẽ... Đã à, quý vị. Quý, uh, giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phải đích thân cử thành viên đi sang bên đất nước Panama để làm cái gì quý vị để xem chiêm ngưỡng xem tam cộng tóc đó có di chuyển hay không thú vị Đúng quý vị một câu chuyện quá dễ dàng nhưng thưa quý vị sáng ngày hôm nay đã có những cái thông tin từ ở bên tỉnh Quảng Ninh đưa ra về những cái sai phạm của chùa vàng về cái chuyện gây mất an ninh trật tự gây sự bấn loạn trong cộng đồng Đúng không, quý vị gây bấn loạn trong cộng đồng gây mất an ninh trật tự câu hỏi được đặt ra đó quý vị có phải thật sự chùa vàng đã gây mất an ninh trật tự đã gây bấn động thật họ gây bấn động hay không hay một ai đó đã tạo nên sự bấn động này, nhưng quý vị trên mạng xã hội và dùng cái lý thuyết là cái gì quý vị hô theo, một người hô, vạn người hô theo, hội đồng nó mới tạo nên sự bấn loạn như vậy. Như tôi việc trình bày một sự đấu tố không thành công nếu chỉ có một đấu tố một mà nó làm cả ngàn người, cả trăm ngàn người đấu tố với một người. Thì cái đó là một trận đấu tố thực sự. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây. Rất đầy đủ những thông tin để chúng ta cùng suy nghĩ. Thanh Việt không muốn dẫn cái câu chuyện đưa ra kết luận để quý vị đồng ý. Thanh Việt cũng chưa có cái câu kết luận. Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì thật, cái gì giả. Mà chính quý vị những khán giả sẽ nhìn nhận những thông tin này và tự mình đúc kết ra cái câu trả lời. Vì ngay cả cơ quan điều tra cũng đã xác định thông tin được đưa bởi báo chí chính thống, chúng ta cũng phải đi kiểm chứng. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Thanh Việt có lẽ sẽ dừng 3 ngày tới nhân quý vị, sẽ cố gắng là trở lại trong thời gian sớm nhất nhưng sẽ dừng 3 ngày. Thánh Việt xin hẹn lại quý vị trong chương trình sau. I love you.